Mình chào cô chú anh chị em mình nhé, trở lại kênh YouTube Máy Dầu Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng anh chị em mình nhé. Hôm nay em review cho anh em xem coi còn những con máy gì ha. Anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng. Để xe được qua cho anh em nha. Đây là Kubota EG65 này. EG65-1 và bánh chấn dày anh em nhé. Bao zin bao chạy anh em nhé. NX40 bạc đạn nha. Con này 4 triệu ha. Mitsu 85 có con đông này 6 triệu này ha. EG30. EG30 nha, áo hơi phai phai anh em nha. Máy thì chạy chất lượng ha. Kubota G85 này. D700 bét kim này. D65 này. Con này Kubota G675 hàng đẹp này ha. Này là con HA4 này. Chốt cho anh em 4 triệu này anh em mua này ha. HA4 này. Dân ma. EG65. Đấy. Kubota E7 này. Thằng này đời về không có áo anh em nhé. Đấy. Không áo ha. Máy thì cũng chất lượng lắm ha. E8 có trong cái E8. E8. EA11. Con này EA11 anh em. EG65. NFA D7 bạc kim. EG550. E7. Kubota E8 có đề này anh em ha. Máy còn đẹp lắm ha. Này, anh em chạy oxy hải sản chạy ok ha. Tiếng rất là chắc. Còn dầu rất là nhiều dầu nữa. Dầu nhóc luôn. Ở đó 110 nè. Ở đó 110 nè. Bao dây anh em nhé. Máy thì bao chạy bao nhiêu nha. Oxy hải sản anh em nào lấy nha. Hàng để về ha. Oxy hải sản về được mấy cái. Đây nè. 4-5 cái bự á. Đó. Hàng ghiên trăm. Rớt trên xe xuống sao vậy ha. Này là oxy nhỏ này. Oxy nhỏ này ha. Đấy. Oxy nhỏ này. Hàng nhập bại 100% anh em nhé. Không có đụng chạm này. Không sơn tụt chậm vai. Cục lớn giờ rất là hiếm anh em nhé. Hàng này là có khách đặt như này. Về được 4 cái. Hàng đẹp đẹp không? Kubota E4 giật anh em ha. Đấy. Mitsu 8 này, có đề này, trụi lụi này. Máy về mấy trụi anh em nhé. Mitsu 8 anh em nhé. Con E8, con này con E7 này có đề này. Này E7 ha. E7 có đề ha, mới vệ sinh xong ha. Tiếp tục E8 này. Đó, anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Rồi chào anh em.